Vâng, xin chào anh chị. Chúng ta tiếp tục bài học tiếp theo trong cái series playlist kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp 2024 của giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi. Vâng, thông tin liên hệ của tôi thì có khắp ở các video rồi. Số điện thoại 0989 623 888. Email phananhonline@gmail nếu như các anh chị có bất kỳ câu hỏi nào. Vâng, để không mất thời gian nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu với bài học số 5, đó là chính sách xây dựng cái chính sách hỗ trợ cho nhà phân phối, cho đại lý. Vâng, chính sách hỗ trợ cho nhà phân phối và đại lý nếu như chúng ta muốn bán hàng tốt, đúng không? Tôi nhắc lại là phần xây dựng chính sách này là phần của công ty, phần của các sếp chứ không phải phần của nhân viên kinh doanh. Nhưng nếu bạn là sếp thì bạn phải xây, hoặc là nếu bạn là nhân viên kinh doanh thì bạn phải biết đánh giá, so sánh cái chính sách của mình và từ đó đề xuất cho ban giám đốc để mà thay đổi cho nó phù hợp, đúng không? Chứ không phải là cứ có một cái chính sách đi bán mà chính sách không bán, không tốt là không bán được đâu. Và riêng phần xây dựng chính sách này, các anh chị thấy là tôi chia thành rất nhiều cái chính sách. Đấy, thì tôi xin review lại một chút, đánh giá lại một chút các chính sách này. Một là giá bán này, đấy, chiết khấu rồi thưởng như thế nào, xây dựng bảng báo giá này, chính sách về công nợ này, chính sách giao hàng này, chính sách đổi trả thu hồi này, chính sách bảo hành sửa chữa này, và bây giờ là chính sách hỗ trợ cho nhà phân phối. Và dưới này vẫn còn mấy chính sách nữa, ta sẽ xem các video sau. Ok, thế thì nếu như mà các anh chị mà đang làm kênh phân phối, phát triển kênh phân phối lên thị trường, thì chúng ta sẽ có những cái chính sách gì để hỗ trợ cho nhà phân phối. Bởi vì chúng ta biết rằng như thế này này, khi mà chúng ta đi chào hàng thì chúng ta đã thuyết phục họ vào hàng rất là khó rồi. Thế vào được hàng, người ta đồng ý nhập rồi, thì giúp họ bán hàng ra cũng rất là khó. Đấy. Chứ không phải là mình vào được nhà phân phối này cười phe phé ngon rồi, nhập được hàng nhưng người ta không bán được. Người ta bị đối thủ tấn công, người ta bị đối thủ tấn công. Đấy. Đánh chặn ngay tại cái bước này. Thế thì hàng nó phải ra, hàng nó phải ra đến tay người tiêu dùng hoặc đến tay những người tiêu thụ, đến những cái cấp tiếp theo. Và cuối cùng là đến tay người tiêu dùng, đến người sử dụng thực sự. Và họ đánh giá chất lượng tốt, họ đánh giá sản phẩm ok, giá thành ok, họ mới quay lại họ lấy hàng của đại lý nhà phân phối. Đại lý nhà phân phối bán được có lợi nhuận mới lại lấy hàng của mình. Đấy. Cho nên là chúng ta phải có chính sách hỗ trợ nhà phân phối hoặc đại lý nhé. Chứ không phải là cứ bán là được là xong đâu. Đấy. Bởi vì nhà phân phối hoặc đại lý họ luôn luôn hỏi thế này: thế bây giờ em không bán được thì sao? Em có được trả lại hàng không? Đấy. Thế rồi anh có hỗ trợ cho em về chi phí marketing không? Ví dụ như là quảng cáo trên Facebook, trên Zalo, trên TikTok, thậm chí là trên những cái nền tảng khác nữa. Anh chị có hỗ trợ cho em làm biển bảng quảng cáo không? Và cái mức hỗ trợ là như thế nào? Đổi bằng cái gì? Em làm khai trương thì anh chị có hỗ trợ mời khách, tìm khách và chi phí một phần cho khai trương không? Khai trương để trở thành nhà phân phối. Đấy. Rồi anh chị có hỗ trợ chi phí bằng tiền nhé, hoặc là nhân viên bằng người đấy, kinh doanh thị trường để phát triển tại cái khu vực đó có hay không, có là mấy người, là trong thời gian bao lâu, hoặc là tiền là bao nhiêu tiền, quy đổi thành hàng là bao nhiêu hàng đấy. Rồi thì có hỗ trợ chi phí vận chuyển từ kho hàng của mình đến kho hàng của nhà phân phối, từ kho hàng của nhà phân phối đến cái tuyến dưới không đấy. Có thể anh chị sẽ thấy bảo là thầy vô lý, tôi chờ đến đại lý rồi thì đại lý họ phải bán tiếp. Không, không sao cả. Tôi hỗ trợ thêm không sao. Thậm chí tôi tài trợ xe. Đấy, tôi tài trợ xe tải hoặc là tôi tặng xe tải, tôi cho mượn xe tải, xe bán tải để mà làm kinh doanh. Đấy, cũng là một cái hỗ trợ. Thì có hỗ trợ tìm kiếm khách hàng không? Chạy quảng cáo ra data, lấy data, gọi, nhắn để chuyển cho khách hàng hay là để cho nhà phân phối đại lý tự tìm. Đấy. Rồi thì có hỗ trợ về tổ chức các cái chương trình đào tạo, tập huấn về sản phẩm, về kỹ năng bán hàng, về marketing, về chăm sóc khách hàng, về chuyển giao kỹ thuật. Rồi thì vân vân những cái yêu cầu khác mà cái ngành hàng đặc thù nó có. Thí dụ như là đơn giản nhất, ngành bán hàng thì chúng ta sẽ đào tạo về kỹ năng bán hàng, đào tạo về sản phẩm, đào tạo về kỹ năng thuyết phục, rồi thì
hiểu biết về những cái vấn đề liên quan đến sản phẩm và khách hàng từ chối. Thế còn những cái ngành đặc thù khác thì có thể là phải trải nghiệm, rồi dùng máy móc, rồi tổ chức các cái buổi sự kiện để thu hút, có tổ chức các buổi sự kiện đấy hay không. Đó, thì chỗ này chúng ta phải trả lời cho câu hỏi là từng loại hỗ trợ là gì nha. Đấy, cái định mức về chi phí là bao nhiêu, trả bằng tiền hay trả bằng hàng. Thông thường ví dụ làm một cái biển quảng cáo hết 10 triệu bằng alu, đúng không? Thế thì 10 triệu là đổi bằng tiền rồi. Thế bây giờ tương đương bằng hàng, họ sẽ trả 10 thùng hàng hay họ trả 5 thùng hàng để quy đổi ra đúng bằng 10 triệu thì thôi, bán được lấy tiền về, chứ họ không đưa 10 triệu tiền mặt. Hiểu vấn đề chưa? Đấy, hỗ trợ quảng cáo, truyền thông, ok, mấy triệu một tháng, chạy bao nhiêu lâu, chạy nội dung gì, chạy như thế nào, ai là người phụ trách, ra tin nhắn rồi ai chăm ai chốt, phải làm rõ. Chứ không sao mình hỗ trợ họ rất nhiều nhưng mà họ lại không nhận được cái kết quả tốt, họ lại nói mình. Đó. Rồi thì chi phí khai trương có hay không, có là bao nhiêu tiền, bao nhiêu hàng. Đó. Mời khách hay không, mình có mời khách đến hay không, mình có quảng cáo cho cái buổi khai trương đấy hay không. Rồi nhân viên thị trường thì đưa người hay đưa tiền hay đưa hàng hay là đưa bằng chiết khấu nhá. Chỗ này này, bằng người này, đúng không? Hay là bằng hàng này, hay là bằng chiết khấu thưởng này. Đấy, ví dụ thế thì mình phải nói rõ là bao nhiêu và trong bao lâu. Đấy. Thế nhưng mà họ phải tuyển người. Thế còn nếu họ không tuyển được người thì họ lại không bán được, thì mình lại không đạt được cái kết quả, đúng không? Đấy, và xe cộ có hay không? Đấy. Đưa xe trực tiếp hay là hỗ trợ bằng tiền? Thì mình lại xem thêm cái chính sách hỗ trợ giao vận nữa, đúng không? Rồi thì hỗ trợ tìm kiếm khách hàng. Chẳng hạn như mình có data hay sale của mình đi tìm data chăm cho khách. Đấy. Thì là mình phải tìm kiếm cho họ một phần trong bao lâu cũng phải nói rõ và đưa vào hợp đồng, đưa vào chính sách rõ ràng. Có đào tạo hay không? Đấy, có đào tạo mấy buổi, nội dung đào tạo, phương thức đào tạo, cách thức đào tạo, số lượng, yêu cầu. Một tuần hay một tháng, một quý thì có một buổi, hai buổi, năm buổi. Và đào tạo cái gì? Về marketing, về bán hàng, về chăm sóc khách hàng, về sản phẩm, về gọi là demo thực tại. Thí dụ như là tôi đi dạy cho một cái tập đoàn giống cây trồng, thì cái mảng của họ thì họ phải, cái mảng của họ là họ phải biểu diễn trên cái đồng ruộng, tức là họ phải gieo cấy xong xuôi để ra những cái sản phẩm, rồi phải mời đại lý đến, mời bà con đến xem thì người ta mới tin và người ta mới nhập cái giống đấy, người ta gieo. Chứ không là người ta sợ bị thua lỗ hoặc là làm ra cái sản phẩm nó không có kết quả. Thì cái này là tùy thuộc vào đặc thù ngành hàng nhá. Đấy, hỗ trợ cái gì là đặc thù ngành hàng này. Đấy. Rồi thì phân loại, dựa trên phân loại khách hàng. Đấy, cái khả năng nhập hàng. Đấy, thế thì ví dụ khách hàng VIP họ nhập doanh số tiền tỷ thì hỗ trợ nhiều hơn. Khách hàng đại lý kém hơn, nhập doanh số tiền trăm, tiền chục thì hỗ trợ ít hơn. Chứ không phải là tất cả hỗ trợ là như nhau, cào bằng. Tôi có 10 cái hỗ trợ như thế này, thế nhưng mà anh làm nhà phân phối độc quyền, anh được 10. Đấy. Anh làm nhà phân phối thường, anh được 7. Anh làm đại lý, anh chỉ được 4. Đấy. Thế trong cái 4 thì lại có thể là về thời lượng, về tần suất nó cũng ít đi. Lý do là tôi không có đủ tiền để mà hỗ trợ cho anh hết. Tuy nhiên thì các hỗ trợ này các anh chị cũng phải lưu ý là nó phải có hiệu quả, chứ không phải là cứ nói cho nó có là xong nha. Phải cho nó có hiệu quả và giúp họ, giống như là dìu dắt họ đi vào thị trường 3 tháng, 6 tháng, khi họ cứng rồi thì mình mới rút lui. Đấy, hoặc là mình yên tâm mình bán, hoặc là mình vẫn tiếp tục bổ sung một cái ngân sách nho nhỏ nào đó để mà vẫn hỗ trợ họ thêm. Bởi vì nhớ rằng là họ bán được hàng thì mình mới bán được hàng. Hàng có trôi ra khỏi thị trường đến tay người tiêu dùng tiêu thụ thì mới có tiền, mới có trải nghiệm, mới có thương hiệu. Ok, vâng. Ok nhỉ, ta tạm dừng cái mục bài là bài số 5 mà mục là 1.6 là chính sách hỗ trợ cho nhà phân phối đại lý các cấp ở đây. Vâng, và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị trong video tiếp theo của series này. Chúng ta có rất nhiều video, mọi người nhớ theo dõi nhé.